không có gì cả. Gọi là mời các bạn chén rượu nhỏ nhỏ nhá. Các bạn có uống rượu đâu. Mời các bạn uống rượu nhá. Mời các bạn uống rượu nhá. Mời uống nước nào ạ? Mời uống nước nào ạ? Không. Đấy nhá. Đây là món tiêu canh nha mình nhỉ. Chào các bạn nhé. Hôm nay nhà mình có cái dỗ, thì là có làm mấy mâm cơm thắp hương. Đây, thì chuẩn bị được hai bát thức canh, hai đĩa thức canh đông nhá. Đây là thịt gà, bên trên là giò này, thịt gà giò, còn dạ dày này và thịt quay. Đây là dưa chuột. Tiếp đến là bí. Các món ăn thì đã chuẩn bị rồi, còn một số món nấu là vẫn đang tiếp tục. Nào, để như thể mình quay và chia sẻ cho các bạn nhé. Mâm cơm thắp hương các cụ. Đây là giò của các bà đây gì? Đây này cho em một cái đĩa này. Đĩa con này. Được cái mâm phải đẹp mới cái giò. Nhớ đi. Mình cứ vung vậy rồi. Thank you.
ra ngoài là tôi cười chặt ghê, ghê tay quá. Hả? Đấy, em bị thấp hơn rồi, biến hạm được. Đấy, điện này thôi, cái này hoài chân kìa. Nhưng mà chưa dừ nắm chạo. Mẹ, nó giòn rồi, nó nhừ, nhưng mà... Để tới thì không quá rồi. Cái ít ớt thế này, bỏ không cho ớt. Dạ. Ý đó thế là mỗi cái một hai quả này nhỉ? Mỗi một quả. Giận rồi. Thôi. Thế bảo là một là nhiều mềm lún này mềm tan rồi chùa tâm hương đấy chùa ngon mềm tan rồi. Cái gì nó không muốn xào đấy chứ nó có gì đó. Canh bí với xào mà trong đồ. Không bảo có ít mình xào một ít để đấy. Một con nhận thì có nó con đậu hơn một quả. Hai con cân cân. Xào xào tim như thế đấy. Tấm hương. Tấm hương. Tấm hương tỏi đi. Đấy có tỏi thì xào rau. Tỏi. Cảm nhận rau đi. Rau tối nơi rồi. Rau thì luộc qua rồi ngâm tí xào vào. Anh làm ba đĩa thôi, mà mâm ba đĩa thôi để. Các bạn mâm một cái đĩa là vừa, một cái đĩa thấy bốn đĩa được đấy nhỉ? Tỉnh đi làm về nhà. Đi làm, não à, mấy cái kia bảo vệ. Tô đấy, đi làm não. Của tô à? Nó sát mình giữ não. Đấy thì nó toàn bộ sinh viên, toàn bộ nó về đấy nó... Ở đấy là đi học, nó ăn mới hết rồi các kiểu. Đâu thế nào cái này? Đây, cái này.
cần mở đâu, sợ. Giờ cho tao bán bao nhiêu? Bao nhiêu? Chả hỏi giá này. Ủa khô à? Để anh mua thêm ít rồi nó ít quá. Đây. Nó mua cần tuổi tây thêm. Ít người ta chửi rồi, ăn ăn nói là độ mình rau còn nhiều hơn thịt và không nên. Ai được bốn đĩa rồi đây. Hơn còn được tin nữa. Thank you.
Rồi, thì quay sang của bạn. Có gì nhỉ? Có gì tháng không? 3 đĩa biển. 3 đĩa thôi. 2 cân đấy. 260. Tiếp đến là món tiếp canh. Nhân tiếp rồi, 1 đĩa nhân. 2 đĩa nhân. Món tiếp canh. Lòng gà và dạ dày của lợn. Bên này là nguyên xi, nội tạng, lòng của rừng ngang. Tiết. Để chôn nước vào đây. Cả nước không đủ. Không. Không phải là cho quy định đủ không? Không, anh cho cả nước nó không đông như bằng quý ít. Nhưng mà không đủ. Không đủ thì thôi, được bao nhiêu được. Đông, đông. Giờ anh dồn thêm hai nhân này trộn lẫn nhau nữa này. Riêng. Thì bên kia cho đĩa nhỏ thôi thì nó vừa, anh cho cả làm gì? Nó không đông như kia, ý muốn. Thank you.
thắp hương chưa? Hả? Chưa xào cá chát rồi nè. Chát kiểu là ít mưa đúng không? Chát xấu lắm. Mưa đâu mà trông cho ngọn củ chát. Bà ấy nhặt hộp không bằng nhặt lắm. Có, chưa ăn nước múc sâu dầm múc thì hả đủ chưa đủ chưa có một múc còn bát thấp hơn thôi không còn nước à không.
đúng cụ mà chết cha. Tay chân đã ăn đâu mà. Đây là những ba mâm cỗ nhà mình nhá, thắp hương các cụ. Đó, bí này, dạ dày này, thịt nợn áp chảo này, bên kia là giò này, thịt gà này, kia là bên nữa, kia nữa là tim cật xào này, rồi đến là hành thức canh này, to này, đấy, đây là rau củ xào này, là tỏi này, rất chuột này, cho gì đó, đây à? Được chín không? Nước nóng sôi đủ vào. Không có gì cả, gọi là mời các bạn chén rượu nho nhỏ nhá. Các bạn có uống rượu đâu? Nào, mời các bạn rượu nhá. Đấy rồi, đến rồi, đến rồi. Đây, 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 có này. Đây, đây, đây. Mày uống nước nào ạ? Mày uống nước nào ạ? Không, đây, 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 chỉ hết chỗ này là chưa này. Đấy, tôi mà này cảm thấy của chị nhưng mà ông nhớ với ông họ thì cũng bao nhiêu tuổi mà còn thằng ấy còn ở nhà được nhà không thế ra được thằng ấy là con em ông họ thằng ấy nhiều nguy đầu cắt đi đó rau củ sao nguy nói là đúng thế này này. Mà chưa thử. Em mới thử mà. Anh chưa thử nhưng mà thấy sang nó vẫn rồi. Ông cái đúng móng lắm. Đúng móng nha. Đúng ngập mà. Đúng rồi, nhà trong là kho nó ngon. Giờ bây giờ đang tại yên. Kho nó đẹp đó. Không kho mà cải khô. Đấy kho nó bây giờ chấm cho khô được không? Thế. Đúng luôn. Không, thì tuổi như thế. Ông thắng thì tuổi như thế. Ông thắng thì sinh nhật thì ông ấy. Đấy, cầm. Thế là năm 3, năm 2, năm 3. Đấy, thì cần thế thôi. Thế là... Thế là năm 3, năm 3, năm 2, năm 4 nhỉ? Đấy, năm 4, năm 5, chỉ năm 4, năm 5, 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 năm
quản bị lao quá. Dưới người ta là nhớ ba rồi. Ở trên đó tất cả. Phải là đã chết rồi. Chết rồi, cũng còn chết là chết. Anh, các em. Ờ, đi thẳng, đi thẳng ra đường biển nhé. Cũng này mà đi thẳng ra đường biển thôi. 50%. Ông trước đi xong thật nhá. Thật, 50%. 50% đây. Thế nào? 50%. Không, đây. Cùng không? Thắng rồi. Cùng trước. Thắng trẻ rồi. Để ta nhụt ra nhá. Năm mươi phần trăm còn luôn. Cốc này cao lên. Như này này. Năm mươi phần trăm này. Quá rồi. Vươn cho lò. Vươn cho lò nướng tôi đi. Em ơi em cố lên mà. Đấy. Anh em mình không. Chẳng mấy cái chú quả chú mời 50%. Bây giờ nói này. Đùa, đùa thật à? Thế anh ơi, ở đây toàn là đùa cái sau này như thế rồi. Phải nói là muốn anh em là Huy, là Huy là thằng không tranh nhất không? Chứ vào người mộng như vậy là anh em mình là quyết định là giảm độ cao là 50%. 50%. Đấy đây này. Cũng quả thế rồi, còn không anh đi rồi nhá, đây này còn quá 50% rồi này. Này, anh nói nhá. Cốc đấy chưa chắc mình không bằng cái cốc này đâu, nhỏ. Nhỏ. Cho anh đâm cho bà xem. Đúng rồi, cho bà chăm. Uống luôn. Như nhau hết. Uống đi. 300. Ba nhau 300 hết, uống đi. Nhỏ đây, đừng uống. Chưa được. Chưa được. Chưa được. Đừng uống ai ơi, đừng không uống được ai ơi, ai sợ. Không, không chơi ai ơi, sợ lắm. Cứ nằm một phát là nuốt luôn được luôn. Đấy, xin phép cả nhà nhá. Nói thật sự là em thì lại còn thanh niên mà. Còn thương cao thì thương cao. Cái gì mà? Em ơi. Tuấn đi, Tuấn ơi, Tuấn đi. Không, để chú quả nó cười nhá. Không phải, để chú quả nó cười nhá. Việc gì tối, việc gì đâu mà uống cái này rồi quá rồi. Thở rất là chết rồi. Ăn rồi. Anh ơi, đứng làm lửa đây. Hết các ông đi. Ai là tấn công lực lửa? Thế này, đúng so với cốc của anh à? Đấy chưa? Đào bới này tốt rồi. Là cái chân gà mà nhà mình nhà nuôi là đã được hơn một năm rồi. Đây là là nai nhưng mà phân về này. Nhưng mà tất cả nhà này về cho nửa cân nạc vào xay quay cho anh cái. Đúng rồi, quay nửa cân nạc. Vâng, quay anh cái. Nửa cân thì đâu.
không hơn được. Ông ấy nhà không đủ ạ, không đủ. Ông Ngọc có ăn miến không? Đây, đây, đấy ba để bắt miến ra cô ăn. Vâng, miến nhá. Cơm cơm. Không như ông bến đấy. Hôm nay ăn cho lại. Đóng thêm nước à? Đóng thêm nước à? Cháu chưa uống, chảy có 8 mấy rồi còn gì nữa. Và gần chuôi rồi, thế nào cũng phải. Và chưa uống lại bắt bay. Chưa uống lại bắt bay. Chưa uống lại. Em anh quả đây, em quả đây. Đưa cái em, anh nhờ. Đưa sang quay chú à? Hôm nào cho anh tìm ngồi cầu nhé. Anh không biết. Không. Được. Anh không nào nhé. Được, hôm nào. Đến. 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 Dạ. Đến chỗ anh. Vâng, em sang đây, em sang cùng. Được. Được. Chỗ anh. Được rồi. Anh đẹp với hôm nào ra. Được rồi. Được rồi. Con ơi. Thế bây giờ tình hình nhà hôm nay là. Bây giờ là. Đây là. Mày hứa đầu năm ra. Cuối năm đi làm. Thằng em nhá, thằng em con nhà chú nhá. Thằng em nhá, bắt tay này. Chú Tuấn đấy. Thì em bắt bảo là tên Cẩm Hương. Ờ, không có gì đâu. Cẩm Hương là... Thôi xong rồi. À, chú bao nhiêu uống? Ờ, ba này cháu không biết. Cháu giờ cũng là không hỏi thật. Đằng này cháu uống mấy thắng nhân được. Hai cháu vẫn là thế thôi. Như anh ơi, anh đi ăn đi, ăn phải ăn. Rồi, anh ăn rồi. Đi mấy ông cháu mới 5% thôi. Cháu đây này, cháu không 100 đẹp đi, cho mày. Ôi. Cháu mà nói sai. Quá quá. À, quá. Đây, cháu đang uống như này rồi. Hả? Cháu đang uống như này cho ông được. Được, cho 50%. Cháu mà cháu nặng. Lắm. Ôi, cái 50%. Bác ơi. Trên nào có bác? 50%. Đúng cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh. Cho như được. Ờ, cho luôn rồi. Đấy, quả quý này. Anh ơi. Anh em mình chả là khỏe nhá. Anh ơi, không bao giờ mà được cái dịp ngồi với nhau như thế. Mà người đi viện. Tại sao còn vui, còn khỏe, mọi người đúng. Gia đình gắn kết với nhau. Đấy rồi. Anh ơi, cắn đây. Cắn nhá, em cắn này. Anh một nửa. Cơm, cho anh nửa cơm. Cơm nửa bát cơm. Nửa bát đấy. Nửa bát ơi. Rồi con rồi. Vậy. Chú đi rồi. 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 Chú không đây. Rượu này. Ok, rượu đâu nhỉ?
Tuấn ơi, Tuấn cho anh cay cho anh. Đây là cay đấy. Cay mà. Đúng rồi. Thứ cay anh bắt phải cay, cay mới chịu được. Cay mà ngon. Như gà tô nhỉ, như bánh gà tô. Đâu, đây sang đương nhiên. Cháu ăn đúng không? Cháu ăn không? Cháu làm cái này. Em thử đem thức canh này ở chỗ mà ở dưới quê con thế anh ơi, tôi à? Anh khoái rồi. Vâng, anh ơi. Nhiều không này đấy. Quá đáng. Thế lúc này anh nhá. Anh đã nhiều rồi. Này luôn. Quá nhiều. Đây là 100% cùng ngày. Nếu là có hành là chị mua đấy. Nhưng mà anh cho ăn đổi rồi đấy. Cho vừa anh cho ăn đổi rồi. Rồi. Ừ, xin 5-600 anh em, nhưng mà tôi khoái là khoái này. Hôm nay là chén ông Quảng ơi, anh em mình đến là chồng đi ăn cơm bằng đồ họ hàng đấy. Đúng là một chén. Không, anh em mình uống là chủ khóc qua người chén. Để em nói này. Ngồi với mâm kia này thì uống bao nhiêu không biết. Mình muốn là ngồi với anh em của mình. Đấy. Trước tiên là có ba anh. Sao nó sao ơi? Nó đi để em. Rồi anh em mình lưng lên. Rồi anh em mới đóng cửa rồi đúng không? Tôi đóng cửa. Nó đi qua anh nói này. Đây anh em mình chú Quảng ở đây là sát nhập anh em mình. Anh em mình đóng cửa cái nào. Đóng cửa đây. Này Thắng ơi, Tuấn ơi. Đồng khỏe này. Này, 50% nhá. 50. Này 50%. Đi thẳng hết đi, hết đi. Hết đi. 50 thôi. Hết nhá, hết nhá. 50 thôi hết đi. Thế là làm tùy được về cái ví chưa? Rồi, lại. Nhưng mà chú Quảng trong chất liệu đây. Rồi, lại. Không được, không được. Chú Quảng nhìn trái nhỉ. Bốn bài. Đúng rồi. Nói thật, tôi nói bốn bài đúng không? Thằng ai đang giới thiệu chú Quảng mới đi. Còn không bao giờ mới. Anh Tuấn công nhận không? Em mới này. Tuấn mới, Tuấn mới, sao môn này mới đi. Môn này mới cho thêm mà. Được rồi, cạn đi. Còn ngồi đây mà. Còn ngồi, cạn luôn. Cạn cái đi. Không, chú Quảng cạn thì anh một nửa thôi. Cạn cái đi. Nếu mà cạn thì không cạn thì em bắn. Đây, nếu thêm anh đây này. Đây. Đổi. Chú Quảng, chú Quảng ơi. Ok, đổi luôn. 100%, cả đi. 100%. Đi thẳng ra đường biển nhá, đi thẳng ra đường biển nhá. 100%. Em này em. Cho lửa thôi thì được. Không, lửa 100%. Đấy, mày này hối thế, mày hối mày. Hai nhà mình đi lao thẳng ra đường biển luôn. Chú cho anh, chú cho anh sao? Như nào là anh ơi, em bây giờ chú ơi, em bồng trước đi, em bồng trước đi, em bồng trước đi, sau đó quay lại, đóng trước chú Quảng, không, anh này bồng trước, anh chú thắng uống rồi, thắng trước rồi, bây giờ đến chú Quảng cho đến giờ chú đúng rồi này, ở trong đơn giản là ở biển Nha Trang nào. Đấy nhìn thấy chưa? Chú chị. Năm nay là 50 mấy tuổi đấy, không phải đùa đâu. Bà tổ mẫu là 54. Ngon. Rượu này mới ngon này. 54 em ơi. Kích cầu ấy. Rượu này mới ngon đấy. 56. Nếu mà được tính rượu này từ đầu mới. Còn hai nhà cô già ta lo cho đi. Đấy cháu thì bữa đứng lại anh cao anh em ơi. Quý cao anh cả bao giờ chả cao đấy em. Giờ anh thì tốt nha. Không, bác lại chưa hiểu em thì em còn một ít để không em còn một ít để em đợi bác Quảng. Chú Quảng đây, chú Quảng đây mà hai cái này vào là một rồi. Chú hiểu chú Quảng nhiều hơn.
đây còn hai anh em mình. Ôi, nhưng mà hết rồi, khoảng hết rồi. Này, tôi không cần đấy. Là cứ nhờ các cụ là những ngày này là các cụ phụ làm cả một buổi sáng. Em ơi, đúng rồi nhà mình. Đem gì? Cái rượu đấy có phải là nước lọc không? Bầu mới lại chủ tịch rồi. Có à? Mai là bắt đầu bầu. Sáng mai. Sáng mai. Chén của anh nữa, của anh đây là chén của anh nhớ của nút biết rằng là bây giờ là rất vui và uống nhiều mà vì tất cả cuộc sống và tất cả anh em về mà vui tôi sẽ uống hết chỗ này. Không phải là do anh đang có chân đến chân đến nhà thứ hai cũng hộp mình như vậy chân đến tên thứ hai quay này quái đây quái một mình lên rồi tớ nhau quên chứ mọi người có chuyện mình dám mở cái gì. Vâng ạ, chân đến tên thứ hai. Vâng, có cả hai người cũng xài đến đá và anh cứ đang ở đây được có cả rồi em anh hiểu anh hiểu. Đây là chú Đạt là chuyên là kinh doanh về xi măng sắt thép. Đấy, đại chỗ cái đi này nói chuyện luôn cộng cái hết đi đấy. Cái nào áp chảo anh em mình. Câu trước là nhầm. Nhầm cái nhầm gì áp chảo? Không, thì áp chảo thì chuẩn nhưng mà câu đầu là quan A, sau là em A anh nhỉ. Ba cũng hiểu nhỉ. Đây 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 chỗ nó. Bây giờ hai anh em mình cần là tâm và tâm. Nửa chúc em là công việc là mãi mãi là đúng. Nếu mà em uống hết chỗ này là em ăn cơm rồi em không uống nữa. Em uống nửa thôi, sau này em uống nốt là chốt. Mai em phải bốc xi. Xin chào 3.000 bà con nhé. Mai em bốc xi, không có người bốc. To như này mà mặt to như này mà đệ là ở đâu mà bốc? Đệ đang nằm viện đây. Ủa, vừa tai nạn rồi. Vừa tai nạn, gã đây, chân đây rồi. Ủa, không phải xem. Ủa, không xem thôi. Thế đây con. Đang ở đâu đấy này. 5-6 hả? Vâng. Vâng. Cái vanh này đồ hả? Đồ hả? Vanh Ngọc Trinh đúng 5-6 này bảo. Vanh này mà.